Vị trí này phải lùi ngay lập tức đến từ tên Mew. Nét trả ra là quá chuẩn xác. Heaven chỉ lại nửa máu dành cho mình. Và đây tôi cũng cố gắng counter lại đối phương đến từ vị trí của Mew rồi. Patrick Roth một lối chơi không giống ai cả. Chỉ có hai người ở đây thôi. Chủ tịch X-Lab đang ở khá xa người đồng đội của mình. X-Lab bắt đầu di chuyển ra tầm bên ngoài để gây áp lực ra. Và có thể thấy những viên đạn giả vào là quá chuẩn xác. Gumin đã phải ra đi rồi. Nhưng những viên loạt đạn trả dạo là khá khó chịu và Gumin bây giờ không còn tồn tại ở trong cái map Thiomirama này nữa. Patrick Roth họ đang có rất nhiều lợi thế khi mà ở ngoài lẫn ở trong họ đều có những người đồng đội và bắn cover cho nhau. Bắn crossfire nhau rất tuyệt vời và Heaven đã gặp khó. Nhưng Lâm Bự thì đã ra đi và giờ đây tiếp theo sẽ là Heaven thôi. Và chúng ta thấy rằng đội hình bên phía team Ghibli Sport cũng chỉ có lại một mình cái tên Adder. Flash book là quá trắng và câu chuyện Adder nằm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tức Forgiven đang muốn công nhảo KDF rồi. Chỉ còn lại bộ đôi đó là Hikari, cùng với đó là anh chàng Last Street. Bên phía chúng Ryby là khá ổn đến từ Wingsland. Nhưng bây giờ thì đâm thẳng luôn với chiếc Cell 2. Một tình huống có vẻ như là giao tiếp không được ổn cho lắm đến từ bộ đôi bên phía Forgiven. Giờ thì vẫn chưa thể nào di chuyển vào quá sâu. Những cái loạt đồ bắt đầu được trả ra thôi. Trao đổi với nhau những quả smoke, những quả nết là liên tội. Nhưng chưa một ai phải nằm xuống cả. Còn Tailu thì họ đang có cho mình những điểm kill bởi các thành viên bên phía Infantry. Mew thì vẫn đang cố gắng sinh tồn khi mà góc đứng là xấu nhưng may là vẫn chưa phải nằm xuống. Và giờ thì thấy lượt bom mìn của 17 cái mình nhiều quá, bắt đầu phải có những tình huống lùi về một nhịp đến từ Patrick Roth. Đối phương đã có tên đạn và liên tục và nhồi nết rồi. Một cơn mưa nết và chưa ai bị nốc, chỉ là chúng kéo máu. Nhưng bây giờ thì sao? Quả nết này khiến cho Mew bị nốc rồi và tiếp tục buff và lan lên. 17 cái mình đang muốn chơi cận chiến với những khẩu shotgun. Và đây là một khẩu shotgun hai viên đến từ vị trí của anh chàng đó là Liu God. Nhưng ngay tức X-Lab cũng đã có mình double knock out. Chu diều Liu God đẩy lên nhưng đó thì cũng nằm xuống cả hai bên. Sâu đổi được bạn thật đấy. Nhưng trong tình huống như thế này thì liệu rằng có làm được không đây? Mình đang tiếp cận đối phương nhưng shotgun khiến cho mình phải nằm xuống. Một tình huống bắn quá chuẩn xác đến từ X-Bay. Và chỉ có lại một mình cái tên AZ thôi. Đang có một tình móc lốp đến từ AZ. Và góc thì nó này thì gần như phải bỏ qua tất cả những người đồng đội của mình rồi. Đội hình bên phía team 17 Gaming họ đang chỉ bị nốc mà thôi. Flat bung lên từ trắng mình và tự hủy luôn đến từ Patrick Roth ạ. Góc đứng rất khổ đến từ bộ đội bên phía team Veronica 7. Tài lù tát liên tục và Giao Giang đã có viên đạn chính xác rồi. Lại tiếp tục viên đạn nữa và bây giờ thì bàn thờ không được đến từ bên phía team Veronica 7. Và không chỉ một người đâu, cả hai người Infantry góp đam sang. Một mạng dành cho chiếc Lin. Và mạng tiếp theo gọi tên Volimir. Liên tiếp nhắn nghe máy. Một viên vào đầu, hai viên và bây giờ còn chấm máu. Và thôi xong, Yan đã rơi xe. Và bây giờ thì không phải an toàn luôn đến từ New FP. Rất khó khở và rất khó khăn dành cái đội hình New FP. Khả năng cao họ sẽ phải bỏ lại với chiếc Minh thôi. Mình bây giờ không khác gì cá nằm trên chết cả. Và dễ dàng là mạng đến từ hè lè. Từ ngoài tôi xin tiên đoán đó là TN3 ra đi. Và đây tôi vừa nói xong thì TN3 có cho mình cái double kill. Và đó là Dynamite Sport phải rời cuộc chơi cơ. Hiện tại thì New FP chỉ có lại một người và đó là Nan phải nằm xuống luôn. Rất khó khăn dành cho Giao Yang và Sia. Và vừa nói xong thì Sia đã knock out thành công chữ Liu God với những loạt đạn bắn vào mồm rồi. Và đưa tiếng về đó là 3v2. Rất nhanh chóng bên phía tay lù cũng đang đẩy lên nết trả ra rất nhiều. Còn trong khi đó TN3 Sport mất đi cho người cuối cùng đó là Tàng. Và dừng lại chỉ thứ 10 thôi. Nhấp nhả bắn là quá khó chịu. Lửa nhồi vào nữa. X-Bay quá khó khăn. Và đó là 17 cái mình dừng lại chỉ thứ 9. Và bây giờ vòng bò nó rất có lợi cho Genji. Có vẻ như đội tuyển tôi đặt niềm tin vào. Họ đang có cái cơ hội cực lớn để đem về cho mình cái lần ăn gà lần đầu tiên ở map Thiomirama này. Còn đối với Quang Đông Freak thì họ đang gặp rất nhiều khó khăn khi như đã đề cập từ trước đó. Junfu là một trong những cái đội tuyển có góc đứng rất đẹp và cây đép cần phải cẩn thận nếu như họ muốn tiến vào bò. Và đúng là họ không có xe thì ngay lập tức phải đi bộ. Mà đi bộ thì gặp cái gì đây? Hết rồi, không còn cơ hội nào nữa. Ô tô thì cũng đã thủng lốp. Và Junfu liên tiếp có những điểm kill tiếp theo thôi. Nào, Last Kay cũng đang nhấp nhá vào và vẫn nhân đạn của Good là quá tuyệt vời. Còn đối với Infantry cũng đang gặp khó khi Tailu đẩy vào. Và giờ thì áp lực được tạo ra cũng là khá lớn đấy. Và Long Skirt cũng là đi. Thì đội hình Tailu vẫn bảo vệ được vị trí của Giao Giang. Ngay lập tức đã có đúng mở cánh đến từ Gage. Và mò được đến từ Zenan. Đốc out đi một người và lùi về là thành công. Dây vợ khiến cho Zubu mất thêm một người nữa. Và đó là quét sạch đến từ Gage. 3% là hơi nhiều cho bộ đội về phía Tailu. Bây giờ thì quyết định đó là bơm máu ở ngoài bo. Và chắc chắn sẽ là quyết tử cho cuộc quyết thắng thôi. 41% tỷ lệ thắng vào đây. Tôi nghĩ rằng sẽ là rất khó khăn. Nào, người đi đầu sẽ là chú lái tàu. Và chú lái tàu mang tên Yan Li.
liệu rằng phải nằm xuống hay không. Đây tap liên tục đến từ bên phía Gen.G và Yan Li ra đi rồi. Bây giờ hạ cánh là chưa an toàn đến từ bộ đội bên phía team Gek. Gek mất đi cho mình thêm cả cái tên đó là SSR nữa, một người ra khỏi xe, nhưng tạm thời thế là chưa đủ đâu. Gen.G cố gắng di chuyển đây, muốn móc lốp lên trên khu nhà của đối phương. Chúng ta đang có một chút những cái vấn đề về cái mặt đường truyền. Xem lại quả nét của Dilak thấy rằng nó được căn tham mình là quá chuẩn bài. Bây giờ đây thì 2 vết 4 nhìn cũng cảm thấy là khó dành cho Maru. Gen.G họ biết mình đang có nhiều lợi thế, họ sẽ đi công lên thôi. Và có lẽ cái top 1 này nó sẽ thuộc về Gen.G khi mà những cái tình huống di chuyển của Gen.G họ quá tự tin. Nhưng Yacha thì đã knock out được Macrosa. Và giờ đây Yacha cũng ra đi rồi, chỉ lại mình Dilak mà thôi. Thực sự mọi thứ là quá khó khăn dành cho Maru. Và hết đúng rồi, là top 1 dành cho Gen.G.